Xin mến chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay Huấn Audio làm một video giới thiệu các bạn mới về thêm ít sản phẩm Nô Mic Bãi BBS U868 dòng 200 kênh. Cái cấu tạo của nó thì một volume quay, một nút set tần số lên xuống ở đây, có hai kênh trái và phải, hướng nguồn, tai mic màu trắng. Dòng này mình nói luôn là xước sát nhé, cũ. Mọi người quay sát cho mọi người xem đó, nó như thế mic này xước sát đây nhảy, không tránh được điều này. Dòng BBS thì chắc nhiều người cũng biết đến nó, chất âm thì không bàn cãi, một trong dòng thương hiệu mic lớn, nó cũng tương đối nổi tiếng. Phụ kiện đi nó sẽ đủ hết cho mọi người, từ cái jack 6 ni đến nguồn adapter 12V đó, đủ hết cho mọi người 12 đó như này, và một dây 6 ni hai đầu cắm từ đít của chiếc cục thu phát. Cái cục thu phát này để ra một thiết bị nai khác như là vang số hoặc là âm ni. Mic không dây này thì đặc điểm của nó là không bị trẻ nhà có trẻ con thì không bị giật giếc gì cả, thì nó yên tâm hơn. Cháu có nghịch chỉ vô tư. Đặc điểm của nó đi lại trong khoảng cách rộng, đi lại không bị vướng như dây. Còn mic dây thì cũng rất tốt, chứ mình không chê thì cả mic dây cả, nhưng mà ý nói là cái này nó hơn là chỗ là đi lại nữa ở khoảng cách xa, mà trẻ con này nó được dùng, nó chơi nó không bị giật. Và đặt đây về thì về thêm được một chiếc mic 666 nhưng lại tay kiểu đầy mới. Đó. Rất là khác. Mọi người nếu ai biết dòng này thì nhìn thấy nó khác. Nó không như dòng này, nó khác một chút thôi. Còn độ bắt thì như nhau thôi, nó đầy mới hơn một chút. Còn chức năng như nhau, mấy con 868 này, hình thức cấu tạo giống nhau. 868 thì lại cao hơn một chút. Mọi người mà yêu mến dòng bãi, không chê xước thì liên hệ với mình để mình bán cho mọi người nếu có nhu cầu cần. Mình làm video để thông báo cho mọi người biết, mình xin phép được dừng cái video này ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn mọi người ở những video mới nhất của nhà mình.